Hai mọi người, sau vài ngày nghỉ thì bọn mình đã quay trở lại rồi đây. Hồi đó giờ chỉ nghe đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Gần đây coi bộ lớp học ám sát thì thấy rằng chắc phải đi học một khóa để xử đẹp cái ông L lười biếng này quá. Thôi thì chúng ta coi phim nhé. Video sẽ bôi hết nội dung chính của phim. Hãy cân nhắc để không mất trải nghiệm khi xem phim nhé mọi người. Tập 1. Tại một ngôi trường nhỏ nằm cách biệt với xã hội tồn tại một lớp học gọi là lớp 3E. Có một vật thể không xác định bay với tốc độ cao và chạm với mặt đất. Một vật thể khiến cho học sinh lớp 3E sợ sệt, căng thẳng. Đây là một sinh vật ngoài trái đất màu vàng đầu chọc mắt hiếp, toàn thân đầy rẫy xúc tu xuất hiện trên giảng đường của lớp học sinh. Sinh vật ngoài hành tinh này chính là thầy giáo của học sinh lớp 3E. Ở cái lớp học này, bọn học sinh nó chào thầy giáo bằng cách sử dụng súng để bắn thầy giáo trong lúc điểm danh. Toàn lớp học được chính phủ cung cấp cho súng, một loại đạn vô hại với con người nhưng có thể làm tế bào của thầy giáo một sinh vật ngoài hành tinh bị thương. Với mục đích học sinh có thể tìm được cách giết ông thầy của mình mà người dạy cách ám sát cũng chính là cha nội này luôn. Lớp học này còn được gọi là lớp học dạy ám sát chính ông thầy của mình. Không biết mấy bạn học sinh có muốn một lớp như vậy để xử đẹp những ông thầy cô của mình hay không đây? Đã từng có một sự kiện xảy ra và lý do khiến cho lớp học này tồn tại. Một vụ nổ trong vũ trụ xảy ra là mặt trăng bị nổ và mất đi 70% diện tích và mãi mãi ở hình dạng trăng khuyết. Người làm việc đó không ai khác chính là thầy giáo chọc đầu với những cái xúc tu khiến phái nữ chao đảo. Ông ta được học sinh của lớp 3E đặt tên là Koro. Những thằng chọc đầu lúc nào cũng là những thằng bá nhất vũ trụ, điển hình như là cái thằng chọc bên một đấm nào đó. Koro đã cho biết một năm sau cũng là lúc ông ta hủy diệt trái đất. Nhưng ngoài ra, ông còn ra một điều kiện chính là cho phép ông dạy học lớp 3E. Bộ Quốc phòng đã đề nghị các học sinh ở đây học cách ám sát sinh vật ngoài hành tinh này. Ban đầu thì các tấm chiếu chưa trải này phớt lờ nó, cho rằng tại sao phải làm một việc vô nghĩa như vậy. Tuy nhiên khi Bộ Quốc phòng thương lượng nếu ai giết được thì sẽ nhận 10 tỷ yên. Thế là thái độ xoay 360 độ luôn. Koro có một sức mạnh khủng khiếp, có tốc độ lên đến 20m. Khi ông nghỉ trưa thì ông có thể bay đến Trung Quốc ăn đậu hũ thúi. Khi khát nước thì ông có thể qua Hawaii để uống nước dừa, để nghỉ mát và trở về trong vòng 10 phút. Tuy muốn hủy diệt trái đất nhưng Koro lại rất giỏi việc dạy học và hiểu học sinh của mình, mặc dù những đứa trẻ này là những học sinh ở lớp học 3E. Lớp 3E hay còn gọi là lớp 3N, có nghĩa là kết thúc. Những học sinh ở lớp này phải học một lớp học bị cách ly, bị mọi người coi thường, nên là những học sinh ở đây luôn luôn ám sát ông thầy Koro mọi lúc, thậm chí là trong cả giờ học. Trong lúc thầy giáo vắng mặt, Nagisa bàn kế hoạch ám sát với ba nam sinh. Nagisa đã tìm ra sơ hở của thầy Koro. Những lúc biểu hiện cảm xúc thì cái đầu chọc của thầy Koro sẽ đổi màu. Sọc xanh là kiêu ngạo và khinh thường, sọc đỏ là biểu hiện cho đồng ý và màu tím biểu hiện cho từ chối. Những lúc Koro thả lỏng nhất chính là lúc màu hồng. Vì thế Nagisa chọn lúc Koro vừa nghỉ trưa để ám sát ông ấy. Cậu cầm một bài văn và giấu một con dao chuyên dụng do Bộ Quốc phòng cung cấp để nhằm hầm đâm lén Koro, nhưng mà đã thất bại vì cậu quá non. Nhưng vẫn còn một kế hoạch dự phòng của ba nam sinh, đó chính là cho Nagisa cảm tử với trái lựu đạn có chứa đạn bên trong cùng một ít thuốc súng. Trái lựu đạn nổ với sức công phá mạnh. Ba nam sinh kia tưởng rằng mình chuẩn bị ẵm 10 tỷ về nhà thì thầy chọc Koro đã dùng tuyệt kỹ kim thiền thoát xác lột da ra để bảo vệ cho Nagisa, còn ổng thì treo trên trần nhà như thằng lằn. Koro tức giận vì ba nam sinh kia đã lợi dụng Nagisa để làm vật thế thân nên là ổng hóa chao luôn. Khuôn mặt thay đổi thành màu đen, trở về với bản chất như là một con quái vật thật sự. Chỉ trong 5 giây, Koro đã đi khắp thành phố thu thập về bản số nhà của người thân ba nam sinh kia. Koro cho biết nếu còn tái phạm thì ổng sẽ giết tất cả người thân. Nagisa cũng thấy được một chút nào đó ấm áp từ Koro khi ông không hề xem thường học sinh của mình. Phải chăng lý do Koro lựa chọn dạy học cho lớp học 3E có liên quan về quá khứ của ông? Tập 2. Mỗi ngày trước giờ học, Koro đều nghỉ ngơi ở sau trường, uống đồ uống mang về từ Hawaii và đọc báo. Nagisa rất tập trung trong việc thu thập điểm yếu và thói quen của thầy. Nagisa lên kế hoạch ám sát cùng Tomohito với hy vọng giết được thầy giáo của mình. Tomohito chọn cách dùng quả bóng chày có chứa đạn chuyên dụng ở bên trong để làm vũ khí ám sát. Quả bóng chày sẽ không gây ra tiếng ồn, sẽ giúp tiếp cận Koro dễ hơn. Trong lúc đợi quả bóng chày tới thì thầy dọc Koro với tốc độ 20 mắt của mình đủ thời gian vào phòng dụng cụ để tìm kiếm găng tay bắt chọn quả bóng của Tomohito. Kèm với câu nói ông vẫn thường hay nói, rất mong các em có thể giết tôi trước khi tốt nghiệp. 10 tỷ của chính phủ đâu có dễ nhai như vậy đâu các trò. Là một con quái vật đến để hủy diệt trái đất nhưng Koro không hề là một con quái vật lạnh lùng. Koro chưa hủy diệt trái đất và dạy những học sinh này vì tồn tại một điều hứa với một người bí mật. Ông thầy đã dành thời gian của mình đến sân vận động bóng chày ở New York để xem một trận đấu tìm cách cải thiện khả năng ném bóng cho Tomohito. Koro luôn lắng nghe các học sinh của mình, mặc dù tụi học trò này lúc nào cũng tìm cách để thủ tiêu ông thầy mình mọi lúc mọi nơi. Tôn sư trọng đạo thế này là hỏng rồi. Nagisa và Tomohito cảm thấy một chút ấm áp gì đó từ người thầy Koro này. Đối với mọi người thì các học sinh đến từ lớp E luôn bị mọi người ruồng bỏ, nhưng chỉ có Koro mới thực sự quan tâm đến lớp học này. Một hôm đang ở trong rừng, Koro đang làm đá bào được lấy về từ Bắc Cực, một nhóm học sinh đã lên kế hoạch ám sát thầy. Khuôn mặt khả ái của các học sinh làm cho Koro cảm động. Ai biết được đằng sau những khuôn mặt khả ái này thì thằng cầm súng, nhỏ cầm dao tính làm thịt ông thầy giáo tội nghiệp của mình. Dù không bị tụi học trò ma quỷ làm thịt nhưng do phá hủy vườn hoa của tụi học trò này đối với một con quái vật làm bốc hơi 70% bề mặt mặt trăng thì việc bị bắt làm một nông dân chân chính đi trồng hoa bắt bướm đúng là không cam được. Đây là trường cấp 2 Kunugigaoka, là trường có học sinh thuộc top 15 xếp hạng của cả nước. Một ngôi trường vui vẻ và mọi người được đối xử bình đẳng, nhưng lại tồn tại mặt tối, đó chính là lớp học E.
lớp học dành cho những học sinh kém xuất sắc và bị phân biệt đối xử. Do đã phá bồn hoa của cả lớp nên là Kuro đã chuộc tội bằng cách tổ chức một cuộc thi ám sát dành cho học sinh của lớp này. Thầy Kuro tự chối mình lên cây để học sinh ở dưới cầm thọc lợn để thọc. Nhưng chú Hề vẫn là chú Hề. Ổng bị té xuống đất xém tí nữa thì thành mấy con heo trong lò mổ luôn. Có một học sinh ở lớp E đang bị tạm đình chỉ, cậu ta sắp được trở về lớp. Một con người bí ẩn và máu lạnh muốn thử một lần được giết thầy giáo. Cơ mà ai mà chả muốn một lần được quất ông thầy mình ghét nhất. Tập 3. Karasuma của Bộ Quốc phòng sẽ là người phụ trách trở thành phó chủ nhiệm của lớp 3C, kiêm dạy bộ môn thể dục và giám thị thầy Kuro. Dường như Karasuma được học sinh chào đón hơn trong bộ môn thể dục khiến cho Kuro phải ra ngoài chơi xếp lâu đài cá. Karasuma đúng là một thân thủ rất khá nhưng cũng không làm gì được thầy Kuro. Việc duy nhất anh làm được là khiến cho Kuro bị ra lìa một chút. Trong khi huấn luyện cho hai học sinh thì Kuro chọc đầu ở ngoài đây đã xây được một lâu đài Osaka trên cát, thay đồ và pha trà để tận hưởng. Thiệt là khinh bỉ quá đi mà. Học sinh bí ẩn bị đình chỉ đã trở về. Cậu ta tên là Kama, là một người bạn cũ của Nagisa. Đúng như cái tên của cậu ta chỉ toàn đem đến những rắc rối. Cậu ta bị đình chỉ vì những vụ bạo lực học đường như là chặn đường chấn lột tiền lớp dưới, chơi hội đồng, gọi sự trợ giúp của người thân. Qua Việt Nam mất tiêu rồi. Tuy là một học sinh có tiền sử bạo lực học đường nhưng đối với lớp học ám sát Kama là một học sinh có tiềm năng. Vừa chỉ gặp thầy Koro nhưng đã trở thành người đầu tiên làm thầy bị thương trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người. Kama đã làm cho Koro cảm thấy bị tức giận vì đã quá lơ là cảnh giác với Kama. Cậu ta lại chứng tỏ được bản thân mình khi lại làm cho Koro bị thương một lần nữa và thẳng thần chế giễu Koro. Cậu ta biết giới hạn mà Koro không thể vượt qua và đang muốn ép thầy Koro vượt qua giới hạn đó. Ngày hôm sau, Kama đã tìm cách để chọc tức thầy Koro khiến Koro không còn giữ được bình tĩnh nữa. Không những không thành công mà Kama còn bị Koro trả đũa lại bằng cách làm nail cho Kama. Có vẻ như ông thầy của chúng ta đã đến tận Kali để tìm ông tổ ngành nail để học nghề nên là tay nghề khá xuất sắc. Sau giờ học, Kama quyết định hốt cú chót. Cậu ta chọn cách hy sinh mình để Koro cứu. Khi đó Koro sẽ trúng bẫy của Kama, nhưng mà cậu đã đánh giá quá thấp chú Hề Koro. Quá khứ của Kama rất khác với những học sinh khác. Nhờ Koro mà có lẽ như cậu học sinh Kama đã thấy được phần nào ấm áp mà ông thầy này mang lại. Cậu đã hứa là sẽ giết được ông thầy mới của mình. Tập 4. Sau khi bị Kama cướp tiền trong tập trước, thầy Koro đã phải ăn mì hảo hảo tới khi nhận lương giáo viên dăm cọc 3 đồng. Khi đi mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi thì thầy thấy một đám côn đồ đang uy hiếp một cô gái. Dĩ nhiên là phải ra tay hành hiệp trượng nghĩa, chú Hề Koro đã dạy cho đám côn đồ một bài học. Phần các bạn mong đợi nhất là đây, Koro đã cosplay thành Mario cứu công chúa tóc vàng. Thì ra cô công chúa tóc vàng là một giáo viên mới đến nhậm chức ở trường Konogigaoka, là một cô giáo dễ thương, lại còn có một tâm hồn trong sáng và hơi bự. Cô giáo viên với một tâm hồn bự được chỉ định làm giáo viên ngoại ngữ của lớp 3E. Cô ta tên là Ira Zelovic, là một sát thủ chuyên nghiệp thông thạo 10 ngoại ngữ được nhà trường cài cắm vào để giết Koro. Thầy Koro dường như đã bị tâm hồn kia làm mê hoặc nên là chưa nhận ra sự nguy hiểm này. Thầy còn không biết mình chuẩn bị biến thành con nai sừng tắm đến nơi. Trong lúc chú nai sừng tắm đi mua trà ở Ấn Độ về cho cô bé giả dối, thì cô bé giả dối đã chuẩn bị sát thủ và vũ khí hạng nặng ở nhà kho, chỉ chờ con mồi vào bẫy. Khi dụ được thầy Koro vào bẫy đã đặt sẵn, Irina đã sử dụng kỹ năng ngất tấn công, mong phòng thủ, hòng quyến rũ Koro và rồi xả đạn. Nhưng công chúa giả dối cũng chỉ là một tấm chiếu còn non với thầy Koro. Chỉ một phút mà thầy Koro đã làm cho Ira phải phê pha, đi không nổi bằng cách tuyệt kỹ massage thái. Không phải lúc nào Koro cũng chỉ là chú Hề chỉ biết diễn xiếc đâu. Đến với lớp 3E với thân phận là sát thủ, nhưng sau khi đụng độ với Koro và học sinh của lớp này, cô dần bị mọi người của cái lớp này cảm hóa. Cô được các học sinh coi nhận là một giáo viên bất đắc dĩ của lớp, được học sinh chiều mến gọi bằng cái tên cô Bix. Thầy Koro đã biến nơi này thành một lớp học hoàn hảo thay vì là một lớp học ám sát. Tập 5. Trong lớp học, cô bé ít nói tên Manami đã dùng độc để đánh thuốc độc thầy mình. Nhưng mà có vẻ cô bé quá thật thà nên là đã đến yêu cầu Koro uống thuốc độc do mình chế tạo. Sao mà Koro có thể từ chối việc diễn xiếc cho cả lớp xem được? Thuốc độc không có tác dụng với Koro đầu chọc, chỉ khiến cho ông diễn hề cho cả lớp xem. Thầy Koro rất hiểu Manami và đề nghị dạy cho cô bé một khóa học chế thuốc độc để giết mình. Nhưng loại thuốc độc Manami làm ra chỉ giúp cho Koro mạnh thêm. Thứ mà Koro dạy cho cô bé chính là kỹ năng giao tiếp khi muốn tiêu diệt đối thủ. Trường Konogigaoka là một trường học danh tiếng, để lớp E không ảnh hưởng đến các học sinh lớp khác, nên họ đã chuyển đến một nơi cách biệt nằm ở trên núi và cấm không được xuất hiện ở trường học. Mỗi tháng sẽ có một buổi họp trường, các học sinh lớp E phải đi cảnh vượt bao nhiêu trở ngại như trong game để đến trường đầu tiên vào giờ nghỉ trưa. Tất cả giáo viên bao gồm Kobis và thầy Karasuma đều có mặt, chỉ duy nhất là đại ca đầu chọc phải ở lại lớp để giữ tuyệt mật. Buổi họp trường diễn ra, học sinh lớp E bị các lớp khác và toàn trường khinh bỉ coi thường. Họ coi học sinh lớp E như là rác rưởi, muốn lớp E phải luôn im lặng và cúi đầu. Nhưng các học sinh lớp E do đã qua tay rèn luyện của chú Hề Akka thầy giáo Koro, dường như họ đã mạnh mẽ hơn. Điều này khiến chủ tịch bí ẩn của nhà trường không đồng ý, quyết định vùi dập lớp E. Tập 6. Để bắt đầu cuộc thi giữa kỳ, thầy Koro đã phân thân ra để dạy học cho các học sinh của mình. Dạy với tốc độ rất cao và tất cả các môn học cho thấy thầy chọc Koro không chỉ là một con quái vật trong việc phá hủy trái đất mà ở cương vị giáo viên, Koro cũng là một con quái vật không kém. Mọi chuyện không được dễ dàng như vậy, chủ tịch hội đồng của trường,
Asano Gakuho, một doanh nhân thông minh và mưu trí, không đồng ý việc lớp E tiến bộ vì như vậy sẽ làm hệ thống của trường bị sụp đổ. Anh ta muốn khiến tất cả các học sinh lớp E luôn là những kẻ bị coi thường và thất bại. Thầy chọc Koro không đồng ý với điều này. Koro quyết tâm đưa tất cả học sinh của mình vào top 50 cuộc thi giữa kỳ. Nhưng các học sinh quá thực dụng, nghĩ rằng việc ám sát thành công sẽ được 10 tỷ yên, thì cho dù có học dốt cũng không sao. Koro nổi giận và tập trung tất cả ra sân. Chỉ trong vòng vài phút ít ỏi, sức mạnh của Koro đã san bằng sân thể dục và tái tạo lại nó. Ông dạy cho các học sinh của mình ám sát không chỉ dùng một kế hoạch duy nhất. Nếu các học sinh không thể có kế hoạch dự phòng thì không bao giờ ám sát nổi ông ta. Nếu không đậu vào top 50, Koro chọc đầu sẽ tìm nơi khác có khả năng ám sát ông ta hơn. Các học sinh lớp E bắt đầu làm bài thi của chính mình, mà các câu hỏi đề thi đưa ra cũng chính là những con quái vật mà tự chính bản thân họ phải tiêu diệt thì mới mong có thể đánh bại được Koro. Cách của thầy Koro đã có tác dụng, tất cả học sinh đều vượt qua những câu hỏi từ 1 đến 10 khá dễ dàng. Câu số 11, học sinh lớp E đã bị một con quái vật nuốt chửng. Con quái vật chính là chủ tịch hội đồng Gakuho. Ông ta đã chơi không fair play khi ra đề mở rộng mà không thông báo với các học sinh lớp E. Trong lúc Koro quyết định ra đi thì Kama đã kéo ông thầy chọc đầu lại bằng những điểm số tuyệt đối của mình, hòng khiêu khích ông. Một người mong manh như ổng thì dễ gì mà không sững sờ lên, quyết tâm trả thù nhà trường vào kỳ thi cuối kỳ. Tập 7, trường Kunigigaoka đã tổ chức buổi dã ngoại sau bài kiểm tra giữa học kỳ. Địa điểm chính là Kyoto. Tại đây cả lớp E sẽ đi dã ngoại chung với thầy giáo Koro của mình và lên kế hoạch ám sát cùng với một xạ thủ bộ quốc phòng thuê. Họ sẽ chia theo từng nhóm. Nhóm của Nagisa bao gồm Kama, Tomohito, cô gái thuốc độc và đặc biệt hơn họ có hoa khôi của lớp là Yukiko cùng đi cùng. Trong một lần trên tàu điện ngầm, hoa khôi Yukiko đã bị bọn côn đồ cấp 3 ở Kyoto để ý và lên kế hoạch bắt cóc. Vào năm trước, Yukiko bị gia đình của mình áp lực về chuyện điểm số nên là đã chọn giải tỏa đến một quán game. Tại đây thì bọn côn đồ đã không bắt được Yukiko nên nuôi thù và chờ tới lần bắt cóc trong chuyến đi dã ngoại này. Kama xuất hiện đánh bọn chúng không đỡ tay kịp nhưng mà quân số quá đông nên là họ đã bị thất bại. Nhờ cuốn từ điển bách khoa tàn thư của chú hề Koro, Nagisa đã đến được hang ổ của bọn bắt cóc. Họ bị tấn công thì thầy Koro xuất hiện, ổng chỉ cần sổ vài chiêu là tụi này đo đất hết. Sau buổi dã ngoại, nhờ thầy Koro mà Yukiko đã giải tỏa được tâm trạng của một người bị áp lực từ gia đình và điểm số có thể nói cha nội này tuy hay diễn xiết nhưng còn lại là một bác sĩ trị liệu tâm lý nữa. Tập 8. Mắt đỏ là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp được chính phủ thuê để giết Koro trong buổi dã ngoại ở Kyoto. Biệt danh của anh ta là mắt đỏ vì khi giết người anh ta chỉ thấy máu của kẻ thù thôi. Địa điểm đầu tiên của cuộc ám sát là điểm dừng nổi tiếng trên đường Reisagano, cầu Hojugawa. Nhóm học sinh đầu tiên đã được chọn địa điểm này để ám sát Koro. Tay bắn tỉa đã đợi sẵn ở địa điểm dưới cầu, nhưng mà Koro chỉ cần bắt viên đạn bằng cái bánh mochi, vậy là cuộc ám sát đầu tiên của họ thất bại. Cuộc ám sát thứ hai diễn ra tại một ngôi làng nơi có những diễn viên đang diễn cảnh chém nhau của samurai. Nhóm học sinh này đánh lạc sự chú ý của Koro để xạ thủ có thể nhắm bắn thật dễ dàng. Mà đời đâu có như mơ, Koro lại diễn xiết cho các trò coi, hóa trang thành võ sĩ đạo chặt chém người khác với tốc độ 20 mắt làm xạ thủ mắt đỏ thành mắt ướt hai hàng mi. Địa điểm ám sát thứ ba diễn ra tại một ngôi đền 5 tầng, xạ thủ mắt đỏ đứng tầng thứ 5 nhắm vào đầu của Koro. Nhưng lần này Koro chỉ dùng giấy thấm dầu để thấm đạn của sát thủ mắt đỏ, khiến cho anh bất lực. Sau lần này thì anh quyết định bỏ nghề, có lẽ mắt anh đỏ chỉ vì bụi bay vào mắt mà thôi. Buổi tối tại phòng trọ, Koro lại lên tiết mục diễn xiết cho chính mình. Ông chọc đi nghe lén học sinh nam và đột nhập vào phòng ngủ nữ để nhiều chuyện. Kết quả là bị cả đám săn lùng. Mãi thì ông chọc mới trốn vào được phòng của thầy Karasuna chuyện phím về chuyện yêu đương của mình. Có vẻ một bí mật sắp được tiết lộ. Koro có phải là một người bình thường bị biến thành quái vật khi bị mất đi tình yêu của đời mình hay không? Tập 9. Kết thúc chuyến dã ngoại, các học sinh trở lại lớp E ngày nào. Nhưng có một thông tin quan trọng do thầy Karasuna gửi đến, lớp E sắp có một học sinh chuyển trường và là một sát thủ chuyên nghiệp. Khi vào lớp, mọi người bất ngờ, đó là một cỗ máy có cái tên là pháo đài thông minh tự động. Cái tên gì nghe kỳ vậy trời. Cỗ máy này do là một học sinh nên là Koro không có quyền làm hại nó, ngược lại thì cái máy sẽ tấn công mọi lúc mọi nơi dù là khi đang học. Cỗ máy tào lao này tính xác suất sau mỗi lần bắn thất bại và lần thứ hai thì nó đã thành công làm một ngón tay của thầy Koro bị mất đi. Nhưng cỗ máy quá phiền phức nên là học sinh lớp E không thể học được nên là đã trói nó lại. Buổi tối đó, thầy Koro đã đến gặp cái máy chỉ biết ám sát mọi lúc mọi nơi này để sửa nó lại, khiến nó dễ thương hơn. Thầy đã chi 1 triệu yên tiền lương và giờ đây chính thức thành một con đổ nghèo khỉ. Cái máy đã hòa nhập được hơn với bạn bè, thậm chí ông chọc Koro còn cài chức năng định vị đồ ăn vặt trên toàn thế giới cho ổng. Đúng là ích kỷ mà. Nhà sản xuất của cô máy không chấp nhận việc Koro thay đổi cấu tạo của máy nên buổi tối đó đã âm thầm chỉnh sửa lại như cũ. Tưởng chừng cô máy tên Ritsu này sẽ tiếp tục bắn loạn xạ thì bất ngờ nó đã thay đổi phần mềm và trở thành một học sinh bình thường. Tất cả đều là nhờ công của ông chọc Koro. Tập 10. Một gã lạ mặt đã xuất hiện ở lớp E. Hắn dùng dây để treo cổ cô Irina. Rovrovki là một sát thủ đã về hưu. Hắn chính là thầy của cô Irina. Hắn điều phối sát thủ và huấn luyện sát thủ để kiếm bộn tiền. Lý do hắn tới đây là vì cô Irina đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hắn muốn cô Irina rời khỏi lớp E và để mọi việc cho hắn. Tuy nhiên Koro sao có thể để mất đi một người có tâm hồn đẹp và căng phòng như vậy được. Koro đã đề nghị cả hai chơi một trò chơi sát thủ mô phỏng. Nếu ai giết được thầy Karasuna trước thì người đó sẽ chiến thắng. Roki bắt đầu hành động rất nhanh nhưng mà Karasuna không phải là tay mơ. Anh là người từng ở trong lực lượng đặc nhiệm chỉ ra một đòn và có thể kết thúc Roki ngay.
Sau những lời thuyết giảng của Koro, Irena nhận ra rằng bản thân cô muốn ở lại lớp E. Cô đã cho thấy khả năng sát thủ của mình khi bẫy được Karasuna. Ây da, với cái thân hình đầy đặn như vậy thì sắt đá cũng bị bẻ cong mà thôi. Làm gì thì làm nhưng không thể thiếu cô Pick được. Sau giờ học, Koro có một buổi đi xem phim Hawaii. Hình như ông nội này khoái uống nước dừa. Lần này thì khác, Koro hộ tống Kama, Nagisa và cả cô máy Ritsu đi cùng. Ông cũng đã tính toán được việc Kama ám sát ổng lúc đang bay nên là ổng chỉ bay giữa biển. Nếu Kama ám sát thì sẽ rơi tới tốc độ siêu nhanh xuống mặt biển và những gì còn lại chỉ là một đống bầy nhầy. Ông thầy là sinh vật ngoài hành tinh, da cái đầu nhưng lại thích những thể loại phim như siêu anh hùng. Tụi nhỏ mà biết được chắc nó cười vô trong mặt. Khi Koro đi, ở một nơi gần trường có một nhẫn giả và một thằng nhóc tự nhận Koro là anh trai của mình. Thằng nhóc này sẽ trở thành học sinh của lớp 3E cùng với sự trả thù cho mặt trăng của trái đất. Tập 11, lớp học bắt đầu với những thông tin đáng sợ về cậu bé sát thủ chuẩn bị tới lớp học được Ritsu kể lại. Cả Ritsu và cậu ta đáng lẽ đều đến đây cùng một lúc nhưng do hành vi của cậu ta khó kiểm soát nên bây giờ mới được xuất hiện. Một người ăn mặc như nhẫn giả với hai con mắt đỏ ngầu bước đến trước lớp và làm vai trò ảo thuật. Qua lời kể của Ritsu thì thầy chọc Koro sợ xoắn đít lên, hóa thành thể lỏng để phòng thủ. Sinh vật có thể tiêu diệt trái đất mà nhát gan bà cố luôn à. Cậu nhóc xuất hiện bất ngờ từ phía bức tường của lớp học, nói đúng hơn là cậu ta đã phá hủy bức tường và lẩm bẩm thì thầm trong miệng. Hay, cha con cùng chơi đồ đây mà, cậu ta có tên là Itona. Itona phá bức tường bằng tay không, ngoài trời thì đang mưa nhưng cậu vẫn không bị ướt, chứng tỏ thực lực của cậu ta rất đáng gờm. Cậu ta còn nhận là anh em ruột của thầy Koro, vừa xuất hiện đã đem drama tới lớp làm mọi người bối rối. Sau giờ học, trận đấu giữa thầy Koro và Itona bắt đầu. Họ xếp bàn học thành sàn đấu nên ai ra khỏi sàn đấu trước sẽ bị thua. Trận đấu vừa bắt đầu bỗng một xúc tu của Koro đã bị cắt đứt với tốc độ rất nhanh. Thì ra trên đầu Itona cũng có những xúc tu như Koro nên mới tự nhận mình là anh em ruột của Koro. Điều này làm cho Koro rất tức giận. Việc Itona lấy những xúc tu này có lẽ liên quan đến quá khứ của thầy Koro. Ngoài ra trong trận đấu cậu ta còn được người giám hộ hỗ trợ. Hắn ta biết tất tần tật điểm yếu của Koro nên là trận đấu bắt đầu với thế một chiều. Tình hình ngày càng căng thẳng khi mà Itona đang chiếm lợi thế, nhưng cậu ta đã đánh giá thấp ông chọc này rồi. Sau khi bị đứt hết xúc tu, cậu ta đã mất bình tĩnh. Koro lao thẳng tới, quăng Itona ra khỏi sàn đấu và theo điều lệ thì cậu ta phải thua. Nhưng với con quái vật cuồng sức mạnh trong người cậu ta phát điên lên và muốn đánh tiếp, nhưng đã bị người giám hộ bắn ngất xỉu. Tên giám hộ tên là Shiro này có vẻ đang toan tính điều gì đó. Hắn biết tất cả điểm yếu của Koro và hắn hẹn là sẽ quay lại sớm. Bí mật dần được hé mở thêm, Koro đã tiết lộ mình chính là một sản phẩm nhân tạo, nhưng điều đó không làm cho học trò của Koro hứng thú. Còn một bí mật đằng sau những chiếc xúc tu và lý do nổi giận của Koro thì phải do các bạn học sinh khi nào ám sát được ông thầy của mình thì lúc đó bí mật mới được hé mở. Tập 12. Trong một lần đi học về, nhóm Nagase đã gặp phải đội bóng chày của các lớp trên. Họ là đồng đội cũ của Tomohito. Sắp tới sẽ có giải bóng chày nhưng một người học lớp E như Tomohito lại bị đội trưởng đội bóng xem là rác rưởi. Trong ánh mắt cậu lóe lên sự tức giận. Sắp tới trường tổ chức giải bóng chày giữa các lớp nhưng chỉ có những lớp ABCD được tham dự, còn lớp E thì phải tham dự trận giao hữu cuối giải. Do bị xem thường nên đam mê của cậu rất mãnh liệt. Xuống lớp E, cảm xúc của cậu còn mãnh liệt hơn, còn muốn giành một trận thắng cho lớp E. Trận đấu giao hữu giữa lớp E và câu lạc bộ bóng chày bắt đầu. Thầy Koro là huấn luyện viên của đội bóng, thậm chí còn giả dạng thành trái bóng trên sân đấu. Học viên lớp E đã dùng mánh khóe do thầy Koro dạy. Họ làm mọi người phải bất ngờ. Nagisa là người đập bóng thứ hai, liên tiếp gây bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ hơn là Nagisa là con trai nha mấy bạn. Câu lạc bộ bóng chày của trường chơi thất vọng khiến cho chính chủ tịch phải ra làm huấn luyện viên. Anh ta rất ghét việc lớp E có được thành tích tốt nên là luôn tìm mọi cách để vùi dập học sinh lớp E. Chủ tịch trường là một giáo viên tài ba đối lập với Koro. Cả hai người họ đều đặc biệt và có cách dạy riêng. Của Koro là thấu hiểu học sinh của mình, còn của Gakugo chính là thao túng. Trận đấu hoàn toàn nghiêng về câu lạc bộ bóng chày do chủ tịch dẫn dắt. Đội trưởng đội bóng chày đã bị lời nói của anh ta mê hoặc, trở thành một con thú hoang dẫm đạp lên tất cả để chiến thắng. Thầy Koro đã ra chiến thuật cho Kama khiêu khích đối thủ của mình và tỏa ra sát khí của một học sinh lớp sát thủ khiến cho siêu sao của câu lạc bộ bị hoảng sợ. Cùng với đó là những cú ném siêu lực của Tomohito đã giúp cho lớp E thật sự chiến thắng trận giao hữu. Đây không chỉ là trận đấu giữa lớp E và câu lạc bộ bóng chày, mà còn là trận tỷ thí giữa chủ tịch Gakugo và thầy chọc Koro. Tính cả bài thi giữa kỳ đã là một thắng một thua, họ sẽ phân thắng bại vào kỳ thi cuối kỳ tiếp theo. Chúng ta đã đi hết 12 tập của season 1 rồi, nãy đợi bọn mình ở video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong, vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.